của từ thì nó được phân chia theo rất là nhiều loại, ví dụ như là danh từ, động từ, tính từ, phụ từ vân vân. Và cũng lại quay về cái điều mà cô luôn luôn nhắc với các bạn trong các bài giảng, đó là do có sự khác biệt về ngôn ngữ nên từ loại của các từ vựng trong tiếng Việt và trong tiếng Hán nó không có sự đối xứng một một. Và chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta dịch thuật thì chúng ta đôi khi sẽ phải thay đổi cái từ loại của từ vựng thì mới có thể biểu đạt được ý nghĩa của cái văn bản gốc qua văn bản dịch được. Thì cái quá trình mà chuyển đổi từ loại đó nó có thể là chuyển từ danh từ sang động từ, hay từ tính từ sang động từ, hay danh từ sang đại từ vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lấy ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái phương pháp dịch thuật này ha. Đến với ví dụ số 8, các bạn cùng đọc ví dụ ha. Mẫn với giám đốc mâu thuẫn với nhau. Thì ở trong cái câu tiếng Việt thì mình sẽ có từ mâu thuẫn, nó là một động từ. Nhưng mà khi mà mình dịch sang bên tiếng Trung thì mình sẽ dịch là an mỉn khứa trinh lỉ chư chen nhổ máu tuần. Thì các bạn thấy là sang bên tiếng Trung thì cái từ mâu thuẫn nó đã được dịch thành cái cụm là yểu máu tuần. Thì từ máu tuần ở trong cái tiếng Trung ở đây nó là một danh từ chứ nó không còn là một động từ nữa. Một ví dụ tương tự cũng là khi mà động từ nó phải chuyển sang danh từ. Các bạn đến với ví dụ số 9 như sau. Cường quan niệm như vậy là đúng. Từ quan niệm mình xài ở trong tiếng Việt ở đây là một động từ ha. Nhưng mà khi mà mình dịch sang tiếng Trung thì mình sẽ dịch như sau. A Chiang de zhe zhong kanfa shi zheng chue de. Thì từ quan niệm ở trong tiếng Việt mình dịch sang zhe zhong kanfa ở trong tiếng Trung thì nó đã là một cái quá trình chuyển đổi từ động từ sang danh từ rồi. Hay mình lấy thêm một ví dụ khác. Khi mà tính từ nó chuyển đổi thành danh từ. Bước sang thế kỷ mới, nền ngoại thương Việt Nam rất khởi sắc. Thì các bạn thấy từ khởi sắc ở trong tiếng Việt nó là một tính từ. Nhưng mà sang tiếng Trung thì mình sẽ dịch như sau. Chinh rủ xin sư chỉ, Việt Nam bài mỏ, tài yếu chỉ xưa. Thì từ khởi sắc ở trong tiếng Việt nó đã được sử dụng, đã được dịch thành cụm từ ta yếu chỉ xưa. Và khởi sắc là tính từ thì sang ta yếu chỉ xưa là danh từ, nó đã được chuyển đổi từ tính từ sang danh từ rồi. Và mình sẽ lấy ví dụ số 11 là hình dương từ hay là tính từ ạ, nó chuyển đổi thành cụm động từ. Thì các bạn đọc cái ví dụ này như sau. Việc này đòi hỏi chuẩn bị công phu. Khi dịch sang tiếng Trung thì chúng ta sẽ dịch là 这件事需要下功夫去做准备. Như vậy các bạn thấy từ công phu trong tiếng Việt khi dịch sang tiếng Trung thì mình đã dịch là 下功夫, nó là một cụm động từ. Như vậy thì ở trên đây là cái cách dịch chuyển đổi từ loại của từ. Và chúng ta sẽ cùng sang với cái phương pháp dịch số 7, đó là dịch theo sắc thái của từ vựng. Tiếng Trung chúng ta gọi cái phương pháp dịch thuật này là bao biệt y phả. Thì như các bạn đã biết rằng là từ vựng thì nó có thể mang các cái sắc thái khác nhau. Nó bao gồm là sắc thái tốt, sắc thái xấu và sắc thái trung tính. Sắc thái tốt ở trong tiếng Trung mình gọi là bao y chứ, tức là từ vựng mang sắc thái tốt. Từ vựng mang sắc thái xấu thì trong tiếng Trung mình gọi là biến y chứ. Và những cái từ vựng mà nó mang cái sắc thái trung tính thì mình gọi là trung xình chứ. Khác với cái từ loại của từ vựng, tức là ở trong cái phương pháp số 6 là chúng ta đổi cái từ loại từ danh từ sang tính từ hay từ tính từ sang cụm động từ vân vân, thì nó có thể có một cái sự chuyển đổi giữa cái từ loại của từ vựng. Nhưng mà cái sắc thái của từ vựng thì thông thường sẽ được chuyển di hoàn toàn từ bản gốc sang bản dịch. Điều này có nghĩa là nếu như mà ở trong bản gốc người ta xài một cái từ vựng mang sắc thái tốt thì khi mà sang văn bản dịch chúng ta cũng phải lựa chọn những cái từ vựng mang sắc thái tốt để biểu đạt.
Tương tự như vậy đối với các từ vựng mang sắc thái xấu hay mang sắc thái trung tính. Điều này để nhằm đảm bảo chúng ta có thể trung thành được với cái sắc thái mà cái tác giả của cái bản gốc họ muốn truyền đạt. Mình lấy một ví dụ để chúng ta cùng hiểu thêm về cái phương pháp dịch thuật này. Ví dụ như sau: quân này cũng ác hơn bố nó. Thì đọc cái câu tiếng Việt này thì các bạn đã thấy rằng là cái từ quân hay là cái từ bố nó ở đây là một cái từ vựng mang sắc thái xấu. Và khi dịch sang bên tiếng Trung thì chúng ta sẽ phải dịch như sau: chơi xảo sự bị tha lão sự hái khoai. Thì các bạn sẽ thấy ha, từ quân đã được dịch thành chơi xảo sự, và từ bố nó ở đây đã được dịch thành tha lão sự. Hai từ vựng này, từ quân và từ bố nó, mang sắc thái xấu ở trong tiếng Việt thì khi sang tiếng Trung cũng đã được giữ nguyên cái sắc thái xấu ở trong văn bản dịch, chính là từ chơi xảo sự và tha lão sự. Mình lấy ví dụ tiếp theo: em về đi, đừng lê la từ nhà này qua nhà khác nữa. Thì từ lê la ở đây nó cũng là một cái từ mà mang sắc thái xấu, có nghĩa là đi qua từ nhà này qua nhà khác, buôn chuyện ha. Thì trong tiếng Trung mình sẽ dịch như sau: nghỉ khuấy chứ bà, bía chạy chống chơi y cha, múa chẳng, tao này cha lợ. Thì từ lê la mang nghĩa xấu ở trong trong văn bản gốc là trong tiếng Việt đã được giữ nguyên cái sắc thái xấu ở trong tiếng Trung là từ múa chẳng. Đến với phương pháp dịch từ cuối cùng, đó chính là trần phản y phả, tức là đổi trật tự từ. Và lại thêm một lần nữa cô sẽ cần phải nhắc lại với các bạn, đó chính là do sự khác biệt về ngôn ngữ giữa tiếng Trung và trong tiếng Việt mà có một số từ vựng ở trong tiếng hai thứ tiếng này nó sẽ bị đổi trật tự từ với nhau, mà trong quá trình dịch thuật thì các bạn cần phải hết sức lưu ý. Lấy ví dụ: xuất nhập khẩu ở trong tiếng Việt thì mình sang tiếng Trung mình sẽ dịch là chìm chu khẩu, chứ mình không dịch là chu chìm khẩu ha. Hay vào sinh ra tử mình sẽ dịch là chu sinh ru sử, tức là ra sinh vào tử, đúng không các bạn? Và chứng kiến thì mình sẽ dịch là chen chừng, chứ không phải là chân chen. Như vậy là từ vựng ở đây nó đã bị đổi ngược trật tự từ với nhau rồi. Và như vậy trong bài vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi qua ba nội dung. Nội dung thứ nhất đó chính là xác định nghĩa của từ vựng ở trong bản gốc. Trong phần này thì cô mong muốn rằng các bạn có thể hiểu được rằng là một từ vựng nó có thể mang rất nhiều nghĩa. Nó có nghĩa gốc và nó có nghĩa chuyển. Và khi mà mình muốn muốn lý giải cái từ vựng đó một cách chính xác thì mình phải đặt từ vựng vào trong từ ngữ cảnh. Mình hiểu từ vựng đó ở trong ngữ cảnh đó nó có nghĩa là gì thì mình mới có thể đi đến cái bước tiếp theo là mình lựa chọn từ vựng để mình dịch một cách chính xác được. Và trong nội dung số 2 thì chúng ta đã cùng tìm hiểu cái cách là lựa chọn từ vựng trong văn bản dịch. Thì trong phần này thì cô nhắc lại với các bạn rằng là một nghĩa nào đó có thể sẽ được biểu đạt bằng nhiều từ vựng. Và nhiều từ vựng đó nó có thể mang nhiều cái sắc thái khác nhau. Và công việc của chúng ta đó là chúng ta cần phải xem cái từ vựng nào mang cái ý nghĩa, mang cái sắc thái nào ở trong văn bản gốc. Nó sẽ phải được biểu đạt bằng cái từ vựng nào mang sắc thái tương đương ở trong văn bản dịch. Thì đấy là công việc của một dịch giả. Và đến cái nội dung số 3, chúng ta đã cùng tìm hiểu 8 phương pháp dịch thuật từ vựng thường dùng. Thì hy vọng rằng thông qua bài này các bạn cũng đã phần nào hiểu được khi mà chúng ta lựa chọn từ vựng trong văn bản gốc và văn bản dịch thì chúng ta sẽ phải làm những cái bước như thế nào. Và sẽ xin hẹn gặp lại các bạn trong phần bài tiếp theo.